nào quý các bạn là chờ trân trọng nhất. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ để anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Cho anh nghe đi người người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Anh đã vô tâm hay là anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn ai biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu. Lời đầu tiên, Hưng xin được gửi lời chào trân trọng tới tất cả các thầy, các cô. Gửi lời chào trân trọng tới tất cả các bạn. Có lẽ hôm nay lại là một thời điểm cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt vì trước đây đã có một lần Hưng trở về trường rồi. Tuy nhiên thì bây giờ gần như là 20 năm sau, Hưng mới quay trở lại đây. Quay trở lại ngôi trường, tuy đây là một ngôi trường hoàn toàn mới so với ngôi trường ngày xưa Hưng học. Và có thể nói rằng Hưng tự hào về trường Thăng Long của chúng ta ngày hôm nay. Đây có thể nói là một trong những trường đại học
biết học nhất và biết chơi nhất Hà Nội cũng như Việt Nam bây giờ. Các bạn đã quá may mắn, các bạn đã quá có thể nói là đã lựa chọn một cách rất đúng đắn khi học ở môi trường này. Hưng đã từng đi khắp nơi trên thế giới rồi, và đây là một trong trường tiêu biểu của Việt Nam, có thể sánh ngang với tất cả các trường có thể nói là tầm cỡ thế giới. 20 năm trước thì Hưng cũng là một học sinh khá là nghịch ở lớp Q9A1. Tuy nhiên, Hưng là lớp trưởng ấy nhá. Lớp trưởng của Q9A1 tuy nhiên lại là một người rất là nghịch và đi theo con đường ca hát khá sớm. Để rồi cuối cùng thì Hưng đã có một ngã rẽ mà đến bây giờ Hưng cho rằng có thể nó không tốt cho kiến thức, không tốt cho con đường học tập của mình. Tuy nhiên, nó là một ngã rẽ đúng đối với cuộc đời của một con người, và đặc biệt đối với Hưng. Một lần nữa cảm thấy vinh dự khi được đứng trước mặt tất cả quý vị, tất cả các bạn ngày hôm nay. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người các bạn làm cho Hưng cảm thấy là mình lại liên tưởng đến cái live show Cảm ơn của Hưng vừa rồi. Ở đây trong khuôn viên này chắc Hưng áng chừng khoảng từ 3 ngàn sinh viên trở lại. Nhưng mà cái không khí tất cả các bạn làm giống như là 4 vạn khán giả của Hưng hôm trước rồi đó. Thank you, I love you. Ok. Và thì anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng thời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng thời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng thời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn. Bài đầu tiên thay cho lời chào là một sáng tác của nhạc sĩ ca sĩ Cát Việt. Đó là một ca khúc quen thuộc và đã mang Hưng tới gần hơn với tất cả khán giả, người yêu âm nhạc của Hưng trong nhiều năm vừa qua. Ca khúc Tìm Lại Bầu Trời. Và trên sân khấu đó chính là những chàng trai không thể thiếu của Tuấn Hưng trong vòng 3 năm qua. Ban nhạc Màu Nước. Ok, let me see your hand. Anh vẫn đợi chờ giây phút em về, để anh được nhìn thấy em, được nghe nói cười và được ôm em mãi. Ngày yêu mặt anh, em có nhớ không? Ngày ta vẫn biết nhau, yêu mình anh nhé em, chỉ cần thế thôi là anh hạnh phúc lắm. Rồi từ ngày qua đi. Vẫn chưa về, chỉ còn một anh nơi đây mà thôi. Vì sao hỡi em, tại sao thế em? Đừng nói câu lừa dối, bắt anh phải mong chờ. Trách anh lặng thinh vì sao em đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn lại đây, trên con đường một mình anh đi. Sẽ không còn nữa. We'll be right back.
với em, anh sao với em. Vậy thì đừng nói câu lượt rồi, bắt anh phải bao trâu. Trách em lặng tình vì rằng em đã vô tình. Qua ngày mai sẽ chỉ còn lại đây, em trên con đường một mình anh đi. Sẽ không còn nữa, sẽ không cần quay về. Anh không cùng em, và đời em yêu nữa. Sẽ không còn gì, sẽ không còn gì đâu. Vừa rồi có thể nói là khoảnh khắc tuyệt vời mà tất cả chúng ta đã nhìn thấy lá cờ Việt Nam của chúng ta tung bay. Và cuối cùng thì sau 10 năm bóng đá Việt Nam chúng ta lại bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Á, của bóng đá Đông Nam Á. Các bạn cổ vũ trong này có máu lửa không? Các bạn còn nắm chặt tay nhau không? Các bạn có hát Việt Nam không? Nào, 1, 2, 3, Việt Nam! Việt Nam, Việt Nam, nắm tay nhau thật chặt, hứa với nhau một câu, đến khi tim ngừng đập và thì đôi ta cũng sẽ không. Thank you. Vùng nói cười chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng từng giây phút trôi, ánh mắt xa ngời cần ta biết đi, tiếng yêu cất lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình đi rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh về nhé. Thăng Long, Thăng Long, nắm tay, hứa với nhau một câu, sẽ đi cho đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập để mà đôi chân ngừng đi. Anh thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt để giữ lại nhau thật lâu. Với nhau một câu, sẽ đi cho đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập để bạn bước chân ngước đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hình như các bạn đã biết rồi thì phải. Tiếp tục nào. Thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu, sẽ đi cho đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và chân ngừng đi, thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu, sẽ đi cho đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập để bạn
đôi chân lớn đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hai mươi năm trước, Hưng cũng không bao giờ Hưng nghĩ rằng là mình sẽ có một con đường đi mà nó dài, mà trải đầy những điều may mắn như ngày hôm nay. Mặc dù năm nay thì cũng nhiều tuổi rồi, cũng vừa gặp những cái chuyện nó không may đối với Hưng. Tuy nhiên, những điều đó nó không là gì cả so với tất cả những gì Hưng có được. Đó chính là tình yêu âm nhạc, đó chính là những thành công trong con đường âm nhạc của mình. Các bạn hãy cứ đam mê đi, hãy cứ yêu tất cả những gì mình đang yêu. Bởi vì tất cả mọi thứ bây giờ không còn như những ngày xưa nữa. Chúng ta phải theo cái này, phải phụ thuộc vào cái kia. Hãy tập trung vào những gì mình thích, nghiên cứu, học tập và chờ đợi. Tất cả chúng ta đều có đam mê và sẽ có cơ hội để biến đam mê đấy một ngày gần nhất, mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên là nắm tay nhau thật chặt, hãy giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chặt đến cuối cùng. Đến khi tìm được đâu và đôi chân đường đi thì em yêu và xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt và giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chặt đến cuối cùng. Đến khi tìm được đâu và đôi chân đường đi thì đôi ta không đi ra ngoài đường đi báo à? Thực ra thì bây giờ Hưng cũng đang không biết là bây giờ mình đi về nhà bằng cách nào đây. Đứng đây thôi thì đã nhìn thấy cờ của Việt Nam tung bay ở khắp ở ngoài kia rồi. Ok, bây giờ Hưng sẽ hát tiếp này. Ok, và sau đây là một ca khúc sẽ đốt cháy tất cả những gì trong đam mê trong bài hát thôi. Nào, hãy đến với ca khúc của nhạc sĩ Lê Quang, Đốt Chút Lá Khô. Yeah.
Nghĩ xem là bị chọn bài gì để gửi tới các bạn đây. Bài gì? Hết. Hết. Ok. Sau đây sẽ là giờ đây là anh ơi, yêu em người ơi,
cho đêm chẳng thể chờ mắt. Biết đau chưa? Biết đau chưa? Anh đã không thể nào tìm cách để dừng lại nơi nhớ từng đêm trào dâng. Còn là nỗi ớ một càng em khó khăn lần vì sao? Để bây giờ đây là anh muốn nhớ em về ơi. Anh muốn hát, muốn hát, muốn hát lên nhớ em về ơi. Nếu mà để hát thì Hưng sẽ còn phải rất 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 là nhiều thời gian để hát tất cả các bạn. Tuy nhiên là cái gì nó cũng phải có cái sự chia tay. Ok. Mình còn phải giữ tình cảm cho nhau để còn gặp lại nhau thêm nhiều lần nữa chứ à? Đúng không? Bây giờ thì sẽ là bài hát cuối cùng Hưng gửi tặng cho tất cả các bạn. Từ đầu chương trình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những bài hát viết về tình yêu đôi lứa, tình yêu... Vâng, rất nhiều thứ tình yêu. Tuy nhiên một thứ tình yêu mà Tuấn Hưng chuẩn bị hát bây giờ là một tình yêu đặc biệt mà tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều tôn thờ. Đó chính là tình yêu của những đứa con dành cho mẹ của mình. Ở lên đây học chắc chắn là sẽ có những bạn sinh viên xa nhà. Các bạn xa nhà thì điều đầu tiên các bạn nhớ đó chính là nhớ bố mẹ, nhớ những bữa cơm, nhớ những người hàng xóm, đến những kỷ niệm. Tuấn Hưng cũng đã có rất nhiều những kỷ niệm phải sống xa nhà. Khi rời ngôi trường này, Hưng đã phải xách vali một mình vào Sài Gòn và ở 18 năm mới quay trở về Hà Nội, một khoảng thời gian rất dài. Tuy nhiên, những tình yêu mà mình dành cho bố mẹ, dành cho gia đình, nó sẽ là niềm tin để chúng ta cất bước, từng bước đi vững chắc, bởi đằng sau chúng ta luôn luôn có mẹ, luôn luôn có cha. Sinh con ra trong bao điều khó nhọc, mẹ yêu thương con ơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn ngoan hiền,
giấc nó say. Vì đàn con tôi nghe bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn khôn. Luôn bên con khuyên dặn con nên người, thật yêu thương con hơn yêu cuộc sống. Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, nhưng đêm hôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù cảm nhận những con thật lòng muốn nói. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con yêu gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi ra đi cho con một người, ơi mẹ yêu. Yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, nhưng đêm một con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều, dù cảm nhận những con tận lòng muốn nói. Nhà ơi, sao để cho con sáng soi là mẹ yêu. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hy vọng là sẽ có một ngày nào đó Hương sẽ được trở lại đây để gặp gỡ tất cả quý vị, gặp gỡ tất cả các bạn, gặp gỡ tất cả các thầy cô. Hy vọng đây sẽ luôn luôn là một mái trường, lên một nơi mà tất cả quý vị, tất cả các bạn, xin lỗi tất cả các bạn, sẽ có những cái cơ hội học tập tốt để trở thành những người trẻ tuổi, những người Việt Nam tài giỏi để cống hiến cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại vào một ngày gần đây nhất. Xin cảm ơn.